Hello, chào anh em. Mình đố anh em là mấy anh em này học từ trường nào ra nè. Đó, các bạn mà thi học đại học học đại học hay là học cao đẳng này kia là nhiều khi là cũng không có nó gọi là sao ta? Gọi là anh em cũng phải biết thích nghi nha. Đây cho anh em, đây anh em nhìn thấy nè, mặc áo kỹ thuật Taco nè, thấy không? Đây mà làm xe tải nè, đó làm xe ô tô nè, nhưng mà mấy anh em là biết xây dựng luôn nè, thấy không? Đó, anh em thấy chưa? Học cơ khí ô tô, học các trường về ô tô nhưng ra là làm xây dựng rồi, ngon lành nè. Đó, thấy chưa? Cho nên là mấy anh em học là sẽ đi đôi với trường đời là câu chuyện bình thường luôn anh em. Hôm nay thì mấy anh em làm cái trụ để treo cái bảng nè, treo cái bảng dịch vụ nè. Đó, đào cái trụ nè. Giữ dằn ra. Đúng ra là ngày xưa là phải học trường xây dựng nha. Chứ không phải học trường Cao Thắng. Trường Cao Đặc Cao Thắng rồi công nghiệp 4 rồi hả? Đó, cuốc rồi. Cuốc cũng điều nghề không? Đó. Đây là mấy anh em là kỹ thuật ô tô chính gốc. Đó cho nên là cũng chia sẻ với anh em là nghề gì thì cũng không có quan trọng anh em. Cái nghề quan trọng nhất của chúng ta là an nhiên, rồi phụ giúp được gia đình và làm việc có ích cho xã hội. Và đây hôm nay thì sẽ quay cho anh em xem nè, đang làm mấy cái bảng treo để quảng cáo cái phần dịch vụ. Đây, mấy anh em cũng làm bên ngành ô tô, mình nói là nhiều khi sạch sẽ sang chảnh vậy chứ mà khi mà đụng tới việc là việc gì cũng chơi, anh em thấy không? Việc gì cũng chơi, việc gì cũng làm. Đó. Xào chẻ xi măng rồi kia là cái việc gì cũng chơi luôn. Rồi thôi, tin gửi nhanh tới anh em mình ha.